Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một ván đấu giữa hai kỳ thủ, đó là Triệu Quốc Vinh đại chiến Hứa Ngân Xuyên. Trong ván đấu này, Triệu cầm đỏ đi tiên, Hứa cầm đen đi hậu. Diễn biến của ván đấu được diễn biến như sau.
đến đây với việc hơn quân hai mã một xe thì hướng Nguyên Xuyên chắc chắn giành phần thắng. Triệu Quốc Vinh đành phải buông cờ đầu hàng. Kết cục thật bi thảm. Trong ván đấu này,